Đây là giải đấu hạng dưới của giải bóng đá ngoại hạng Cúp Sài Gòn Special. Sau 4 mùa phát động, hệ thống giải được Vietfootball tổ chức này đã trở thành ngày hội thực sự với bóng đá phong trào Hà Nội nói riêng và cả miền Bắc nói chung, thu hút hàng nghìn cổ động viên tới sân cổ vũ mỗi trận đấu, tạo ra sân chơi bóng đá nghiệp dư lớn nhất cả nước, quy tụ cả những cầu thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tham dự. Quan trọng là cái niềm vui về bóng đá, cái cảm xúc mà bóng đá mang lại. Thì kể cả là bóng đá đỉnh cao thế giới hay là bóng đá phong trào đấy, thì quan trọng là người ta được chơi và được sống cùng với bóng đá. Thì đúng như cái slogan mà chúng tôi đưa ra ngay từ đầu, chơi có ý thức, chơi và tận hưởng. Tôi nghĩ quan trọng là được tận hưởng bóng đá. Giải đấu năm nay sẽ tiếp tục diễn ra tại sân vận động Trung tâm Thể thao Bộ Công an, Hà Nội vào các buổi chiều chủ nhật hàng tuần từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8. 12 câu lạc bộ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng. Hai đội có thứ hạng cao nhất sẽ được tham dự giải bóng đá phong trào ngoại hạng mùa thứ 5. Còn hai đội xếp cuối sẽ phải thi đấu tại giải hạng nhì ở mùa giải kế tiếp. Mùa giải trước, FC EOC và FC Dương Nội là hai đội bóng giành quyền thăng hạng. Đội vô địch của giải sẽ nhận giải thưởng là 50 triệu đồng. Đội hạng nhì và hạng ba lần lượt là 30 và 20 triệu đồng. Đội phong cách nhận giải thưởng là 10 triệu đồng, trong khi các giải cá nhân như cầu thủ hay nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất sẽ nhận phần thưởng có trị giá là 5 triệu đồng.